Top 7 ý tưởng làm đồ ăn vặt bán Tết 2024, vốn ít lời nhiều. Tài chính kinh doanh xin chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay của Tài chính kinh doanh. Tết bán gì kiếm tiền hay Tết kinh doanh gì chắc hẳn đang là thắc mắc của nhiều người. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ý tưởng kinh doanh mà chưa biết nên bán đồ ăn Tết gì mà vốn ít lời nhiều, hãy tham khảo ngay top 7 món ăn sau đây nhé. Làm đồ ăn bán Tết là một ý tưởng bán hàng cực kỳ tiềm năng, trong đó làm đồ ăn vặt bán Tết được cho là lãi khủng nhất. Tuy nhiên, nếu như bạn không quá đảm đang thì vẫn có thể tự làm đồ ăn vặt bán Tết với những món ăn đơn giản dễ làm với nguyên liệu dễ kiếm sau đây. 1. Khô bò, khô gà. Các món khô bò và khô gà có lẽ là những đặc sản hàng đầu được nhắc đến trong danh sách đồ ăn vặt phổ biến trong mùa Tết. Trong không khí mới mẻ của năm mới, hương vị cay cay và ngọt ngọt của những món ăn này là điều không thể thiếu. Khô bò được biết đến với sự mềm mại, dai nhẹ và hài hòa giữa hương vị cay và ngọt. Ngược lại, khô gà lại thơm phức, đậm đà với gia vị và ghi điểm với sự ngon đến quên lối về. Cả hai món ăn này đều là sự lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức trong những ngày đầu xuân lạnh giá. Đặc biệt khi kết hợp cùng một chút bia tươi hoặc nước ngọt, khô bò và khô gà trở thành một cặp đôi hoàn hảo không thể chối từ. Mặc dù cách làm khô bò và khô gà có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thời gian và kỹ năng để tự làm. Do đó, đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn kinh doanh và bán đồ ăn vặt Tết một cách thành công. 2. Bánh hạt granola, bánh healthy. Trong thời đại hiện đại, việc sản xuất đồ ăn để bán trong dịp Tết đặc biệt đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo. Đối với người làm kinh doanh thực phẩm, nên xem xét đến việc tạo ra các loại bánh hạt và bánh healthy. Đây là xu hướng rất phổ biến, đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhóm người theo đuổi chế độ ăn kiêng, ăn healthy và eat clean. Ngày nay, các món ăn như mứt hay kẹo không còn độc quyền trong danh sách đồ ăn Tết. Thay vào đó, người tiêu dùng thường tìm kiếm những sản phẩm thanh thanh, ít đường, không quá ngọt và có thể thưởng thức mà không cảm thấy ngán. Làm các loại bánh hạt, bánh granola hoặc bánh mứt trái cây không chỉ đơn giản mà còn mang lại sự độc đáo và lựa chọn đa dạng. Bạn có thể bắt đầu bằng việc nhập các nguyên liệu cần thiết như ngũ cốc, granola, hạt giống, mật ong và sau đó thực hiện theo các công thức sẵn có trên mạng. Nhiều nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada cũng cung cấp các set làm bánh healthy có độ chế biến sẵn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, để có lợi nhuận tốt khi kinh doanh đồ ăn Tết, việc nhập nguyên liệu số lượng lớn có thể mang lại mức giá chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ cho bạn. 3. Kẹo lạc, kẹo vừng. Trong dịp Tết, bất kỳ buổi tiệc nào cũng trở nên ấm cúng và tràn đầy niềm vui khi trên bàn tiếp khách xuất hiện đĩa kẹo lạc, kẹo vừng. Dù thị trường bánh kẹo ngày càng đa dạng, với sự xuất hiện của hàng trăm loại mới, kẹo lạc và kẹo vừng vẫn giữ vị trí đặc biệt và không thể thiếu trong danh sách quà Tết của nhiều gia đình. Kẹo lạc với hạt lạc béo ngon và lớp đường vừng mật ong giòn tan không chỉ là món quà truyền thống mà còn là biểu tượng của sự phồn thịnh, may mắn. Việc chọn mua nguyên liệu cho việc làm kẹo lạc, kẹo vừng không khó khăn, có thể dễ dàng tìm thấy tại chợ hoặc cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, điều tạo nên sự đặc biệt của kẹo lạc, kẹo vừng không chỉ là nguyên liệu mà còn là quá trình chế biến đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và bí quyết gia truyền. Bạn không chỉ làm ra những viên kẹo ngon mắt mà còn làm nổi bật hương vị đặc trưng, tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm khác. Với mỗi chiếc kẹo lạc, kẹo vừng là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ, là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và đẳng cấp hiện đại. Việc duy trì truyền thống làm kẹo trong mỗi mùa Tết không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là cơ hội kinh doanh với sự ủng hộ lâu dài từ khách hàng. Vì vậy, mỗi mẻ kẹo lạc, kẹo vừng không chỉ là sự chăm sóc tận tâm mà còn là dấu ấn văn hóa đậm nét trong mỗi không gian sum họp, góp phần làm cho không khí Tết thêm trọn vẹn và đặc biệt. 4. Bông lan trứng muối. Nếu bạn cảm thấy những gợi ý trước đó đã quá quen thuộc, chúng tôi muốn đem đến cho bạn một ý tưởng mới và đầy tiềm năng, đó là bông lan trứng muối. Được biết đến là một món bánh quốc dân trong giới trẻ, bông lan trứng muối không chỉ mang lại sự mới lạ mà còn hứa hẹn lợi nhuận to mà bạn không nên bỏ qua, đặc biệt là trong dịp Tết. Bánh bông lan trứng muối có lớp vỏ mềm mịn, xốp nhẹ và khi kết hợp với hương vị trứng muối ngon ngất ngây, chả bồng thơm phức cùng với sốt phô mai và sốt dầu trứng béo ngậy, mỗi miếng bánh trở nên hấp dẫn đến không ngờ. Điều độc đáo của loại bánh này đã tạo ra một làn sóng yêu thích từ khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Mặc dù quy trình làm bánh này có vẻ phức tạp, đòi hỏi sử dụng lò nướng, nồi chiên không dầu hoặc nồi cơm điện, nhưng với kỹ năng làm bánh và trang thiết bị phù hợp, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp trong dịp Tết. Kinh doanh bông lan trứng muối không chỉ là cách để đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và độc đáo của sản phẩm, giúp thu hút sự chú ý và lòng tin từ phía khách hàng.
bạn sẽ không chỉ cung cấp một món ngon miệng mà còn góp phần làm cho bữa tiệc Tết trở nên thêm phần phong cách và đặc sắc. 5. Nem chua. Nem chua, một món đặc sản đến từ miền Trung Việt Nam, là sản phẩm ẩm thực được chế biến tỉ mỉ từ thịt heo, được tẩm ướp với các gia vị truyền thống và trộn đều với thính gạo. Sau đó, hỗn hợp này được bọc trong lá ổi hoặc lá chùm ruột và để lên men trong vài ngày, tạo nên một viên nem chua độc đáo. Một viên nem chua với hương vị chua nhẹ, độ dai dai và hậu cay, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và hấp dẫn đặc biệt trong dịp Tết. Món nem chua miền Trung thường được làm với vị chua dịu nhẹ và thường được ăn kèm với tỏi để làm tăng thêm hương vị đặc trưng. Ngày nay, món nem chua đã trải qua nhiều sáng tạo và biến tấu khác nhau, nhưng vẫn giữ được vị chua độc đáo và hấp dẫn. Sự độc đáo và phổ biến của món ăn này đã làm cho nem chua trở thành một trong những đặc sản được ưa chuộng không chỉ trong khu vực miền Trung mà còn trên toàn quốc, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết và các bữa tiệc đặc biệt. 6. Bánh nhãn. Bánh nhãn, một đặc sản nổi tiếng của Nam Định, đã trở thành một món ăn không thể thiếu và được người Việt ưa chuộng, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết. Mặc dù tên gọi của nó là bánh nhãn, nhưng thực tế không sử dụng nhãn tươi làm nguyên liệu chính. Với tên gọi này xuất phát từ hình dáng bánh giống như quả nhãn với lớp vỏ ngoài giòn vàng ươm. Bánh nhãn nổi tiếng với hình dáng nhỏ xinh, có lớp vỏ bên ngoài giòn đụm màu vàng hấp dẫn. Bên trong những chiếc bánh chứa đựng hương vị ngọt ngào và thơm lừng, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Cách làm bánh nhãn vô cùng đơn giản, không đòi hỏi sử dụng lò nướng hay nồi chiên không dầu, mà chỉ cần rán lên chảo. Với vẻ ngoài đẹp mắt và hương vị độc đáo, bánh nhãn không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn là lựa chọn tuyệt vời để làm quà biếu và thưởng thức cùng gia đình, bạn bè trong những ngày Tết quan trọng như Tết Nguyên đán. Đây thực sự là một món ăn vặt tiềm năng, sẵn sàng góp vui trong không khí ấm áp và trang trọng của mỗi gia đình Việt Nam dịp Tết. 7. Các loại mứt Tết. Cũng như bánh kẹo, mứt cũng là món ăn vặt kinh doanh dịp Tết được nhiều người yêu thích, là món ăn vặt phổ biến được kinh doanh nhiều trong dịp Tết và được ưa chuộng bởi đa dạng loại hương vị. Có nhiều loại mứt đặc trưng theo từng vùng miền như mứt dừa, mứt bí, mứt gừng và nhiều loại khác. Một chiến lược kinh doanh hiệu quả có thể là kết hợp các loại mứt này với bánh kẹo và các loại hạt khác để mang lại sự đa dạng và phong phú cho khách hàng. Ngày nay, với xu hướng ưa thích các sản phẩm sạch và tự nhiên, khách hàng thường ưu tiên chọn lựa những loại mứt được làm thủ công, đảm bảo vệ sinh và không chứa chất phụ gia hóa học gây độc hại. Do đó, một cơ sở kinh doanh tiềm năng có thể bắt đầu tự làm và kinh doanh các loại mứt thủ công. Mặc dù giá bán có thể cao hơn so với mứt công nghiệp, nhưng đối với những người tiêu dùng đặt trọng tâm vào chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm tự làm thủ công vẫn có thể thu hút một đối tượng khách hàng đặc biệt. Điều này đặt ra cơ hội cho việc kinh doanh mứt tự làm, mở ra khả năng kiếm lời vào những ngày gần Tết. Ngày Tết là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Đây là thời gian để mọi người sum họp, đoàn viên và thưởng thức những món ăn ngon. Chính vì vậy, kinh doanh đồ ăn vặt ngày Tết là một ý tưởng kinh doanh vô cùng tiềm năng. Với những ý tưởng trên, bạn có thể dễ dàng bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt ngày Tết với số vốn ít và thu được lợi nhuận cao. Đến đây, video của Tài chính Kinh doanh cũng đã hết. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong hành trình khởi nghiệp. Nếu thích video này, xin hãy cho Tài chính Kinh doanh một like, share để chúng tôi có động lực ra thêm video mới. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!